Trung Quốc, cấp dưới tố cáo 8 tội ác của bí thư đảng ủy. Vào tù một mình thì mất mặt, nhưng nhiều người cùng vào tù thì đỡ xấu hổ hơn. Thế là họ điên cuồng lôi kéo nhiều người cùng mình phạm tội. Mọi việc vỡ lở khi có người đứng lên phơi bày sự thật. Vào ngày 29 tháng 1, một đoạn video gây sốc đã được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, một người đàn ông cho biết là phó giáo sư tại Viện Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Quế Lâm. Ông đã tố cáo hàng loạt tội ác của các cấp trên như mua bán quyền lực và tình dục, cưỡng hiếp nhiều nữ sinh, tham ô, chủ mưu giết người. Người này còn mang căn cước công dân để chứng minh thân phận. Sau đây là video chi tiết. Kính gửi đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra, Giám đốc Kỷ luật Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây và Sở Công an. Xin chào, tôi là Vương Tiêu, phó giáo sư tại Viện Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Quế Lâm. Tôi dùng tên thật tố cáo Lưu Ấu Bình, nguyên bí thư đảng ủy Viện Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Quế Lâm với các tội danh sau. 1. Lạm dụng quyền lực. 2. Cưỡng hiếp nhiều cô gái. 3. Quay lại video quá trình hiếp dâm để đe dọa nạn nhân. 4. Quay lén đời sống tình dục của các cặp vợ chồng giáo viên. 5. Quay lén nữ giáo viên đang tắm rồi phát tán chúng. 6. Dùng tiền mua chức quyền. 7. Thuê hung thủ giết người. 8. Tham nhũng. Và còn nhiều tội danh khác. Mong muốn làm giàu thông qua tham nhũng của Lưu Ấu Bình là nguồn gốc của mọi tội ác tại Viện Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Quế Lâm. Ông ta đã hai lần trong kỳ thi tiến sĩ đánh thuốc mê tôi. Lưu Ấu Bình đánh thuốc mê rồi quay video tôi, uy hiếp, đe dọa, chèn ép, dụ dỗ, gài bẫy để làm mất uy tín của tôi. Lưu Ấu Bình biết rằng nỗi sợ hãi của tôi biến mất khi tôi chắc chắn sẽ tố cáo ông ta, và không sớm thì muộn ông ta cũng vào tù. Vì vậy, Lưu Ấu Bình đã điên cuồng kéo thêm nhiều người ở trường cùng tham ô với hắn. Đến lúc đó, sẽ có người cùng ông ta vào ngục giam. Như thế, ông ta sẽ không xấu hổ vì vào tù một mình. Còn nếu Lưu Ấu Bình vào tù trước, ông ta nhất định sẽ coi các người như một công cụ để giảm án. Vì vậy, đừng để ông ta lợi dụng. Trong thâm tâm, ông ta luôn nghĩ rằng các người chỉ là đồ bỏ đi. Dù có đối xử tốt với ông ta đến đâu, thì ông ta cũng chỉ coi các người như một công cụ để giảm án cho ông ta mà thôi. Tôi mong các người sớm tự thú. Vào ngục sớm thì sẽ được ra sớm, chủ động để sớm thanh thản trong lòng, sớm được về nhà. Đoạn video của Phó Giáo sư Vương Tiêu đã gây được sự chú ý rộng rãi. Nhiều cư dân mạng tỏ ra bất bình trước tội ác kinh hoàng của Lưu Ấu Bình, đồng thời khen ngợi sự dũng cảm của Vương Tiêu, dám đứng ra nói lên sự thật. Trong một bài viết, tác giả Trình Quân cho biết, vụ bê bối liên quan đến Lưu Ấu Bình và những người khác khiến chúng tôi cảm thấy phẫn nộ và bàng hoàng. Họ là lãnh đạo trường đại học, đáng lẽ phải nêu gương, giáo dục nhân dân. Thế nhưng họ đã từ bỏ lương tâm, chìm đắm trong sự cám dỗ của quyền lực, dục vọng, bị vấy bẩn bởi đồng tiền và trở thành kẻ tội nhân. Ngoài trường hợp trên, mới đây, một cán bộ của Tòa án quận Hàm Giang, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến cũng đã công khai tố cáo cựu chủ tịch Tòa án quận Hàm Giang với các tội danh như tham nhũng, lạm quyền, làm giả hồ sơ vụ án, buôn bán chức quyền khiến dư luận dậy sóng. Những vụ tố giác này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về sự mục rũng trong nội bộ chính quyền Trung Quốc.